Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ và kết nối yêu thương. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính. Hôm nay thì nhìn thấy mấy cây mai chú thủy của mình nó đang thời kỳ có bông. Nhưng mà các bạn muốn chơi Tết thì các bạn phải cắt bỏ bông để chúng ta làm bông chơi Tết. Thì đi thẳng vào vấn đề chính là nếu mà muốn làm bông cho cây mai chú thủy mà các bạn mà con tàn, các bạn con xiết nước, con tàn thì cái thời gian nó dao động khoảng 45 ngày. Bởi vì cái dòng mai nó lớn thì nó nở muộn hơn chút, dòng mai nó nhỏ nở nhanh hơn. Thành ra tùy theo giống mai và tùy theo khí hậu thời tiết vùng miền các bạn. Khí hậu nóng thì nó mau nở, khí hậu lạnh thì nó chậm nở thế thôi. Thì cái tầm khoảng 45 ngày. Nhưng mà những cây mai chú thủy mà nó đã đến thời kỳ nó quá già rồi. Ví dụ như các bạn trồng vô cái chậu này hơn một trong ít nhất là 1 năm là các bạn phải nghĩ đến cái vấn đề là các bạn dỡ nó lên. Bởi vì bây giờ nó ăn kín, rễ nó ăn kín chậu rồi các bạn phải dỡ lên, các bạn tỉa rễ rồi các bạn trồng lại thì cây mai chú thủy của các bạn nó mới sung, nó mới đẹp, nó mới ra nhiều bông các bạn ha. Còn trường hợp mà nếu mà các bạn mà dỡ cây mai của các bạn lên, các bạn làm rễ lại, các bạn tỉa rễ sạch sẽ, các bạn san đất thay chậu cho cây thì cái thời gian nó có thể nó kéo dài 2 tháng. Thành ra là các bạn lưu ý cái mốc một thời gian để mà chúng ta làm cho phù hợp ha. Rồi mình đã chia sẻ là cái cách gọn ngắn gọn nhất trong cái vấn đề làm bông cho mai chú thủy. Thì bây giờ bạn nào mà rảnh rỗi thì chúng ta nán lại chút xíu ha, nán lại chút xíu là các bạn sẽ cùng tôi trải nghiệm cái bước mà có thể là mình tỉa hết nhánh rồi sau bắt đầu tôi sẽ dỡ cây này lên, tôi thay đất cho cây để chia sẻ cùng các bạn. Thời giờ là vàng bạc, có nhiều vị khán giả là chơi cây kiển nhưng mà các bạn rất là nóng tánh. Rồi các bạn nói ông nói chuyện sao mà nó giống giống dài dài, nó dài quá mất thời gian của các bạn. Các bạn thân mến, thì hiện tại bây giờ đã có kênh video short bên YouTube thì họ cho quyền mình làm những cái video ngắn dưới 3 phút trong video short. Nếu mà bạn nào mà không có thời gian ha, không có thời gian để mà ngồi mà chúng ta cùng nhau mà trải nghiệm đàm đạo về cái vấn đề chơi cây kiển thì các bạn cứ việc các bạn vào video short. Ở trong video short thì tôi sẽ chia sẻ thật là ngắn gọn. Trong cái đó thì các bạn nào đã biết qua cây rồi, đã chơi cây rồi thì các bạn xem các bạn mới hiểu, bởi vì cái thời lượng chương trình nó quá ngắn thì mình không thể nào mình diễn đạt hết hết từ chi tiết để cho các bạn hiểu được ha các bạn ha, để cho các bạn nắm rõ được. Rồi hôm nay thì mình dỡ cây này lên, chứ nếu mà không dỡ cây này thì tôi sẽ làm bông nó thời gian là 45 ngày, là có khoảng là giữa tháng 11 âm lịch đó. Cây này trồng vô, do nó trồng vô cái chậu các bạn, cái chậu này nó chậu âm tượng này quá nhỏ thành ra nó cái bộ rễ đó, tôi nghĩ là bộ rễ nó cũng chặt đang kín hết trong đây rồi. Giờ mình đã tiến hành mình thay đất cho nó thôi. Cái vấn đề mà xiết nước ha, xiết nước thì tùy thôi, cây nào mà nó xiên á, nó xiên bông thì các bạn không cần xiết nước. Có những nơi mà các bạn trồng mà cây của các bạn nó lười ra bông á thì các bạn mới nghĩ tới cái chuyện xiết nước ha. Chứ tôi ở đây á, tôi cũng không cần xiết nước. Tôi chỉ cần tôi con tàn tôi tỉa lại như vậy là mà bắt đầu là cây nó tiếp tục nó ra bông thôi. Khi mà tỉa xong rồi các bạn chịu khó các bạn hái lá. Cái vấn đề mà chúng ta xiết nước cho nó đó, thì nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian chúng ta hái lá. Bởi vì khi mà các bạn mà xiết nước cho nó thì lá nó sẽ rụng hết trơn nhưng mà khi mà lá rụng thì rụng như vậy nó sẽ kéo theo cái vấn đề là nó dễ bu chi ha. Thành ra khi mà các bạn xiết nước thì các bạn nên chú ý mình theo dõi cây. Các bạn xiết nước nó đó thì các bạn giảm nước, các bạn đưa nó vô mát nếu mà các bạn không có điều kiện các bạn đưa vô mát thì các bạn để nó nơi cái vị trí các bạn trồng cũng được, nhưng mà các bạn xiết nước từ từ cho nó cái chế độ mà nó mất nước từ từ á, nó sẽ rụng lá. Còn nếu mà các bạn mà để mà nó mất nước và đột ngột nó nắng á, các bạn đưa nắng quá mà nó đột ngột nó thiếu nước á thì cái cây của các bạn nó dễ bị chết những cái nhánh nhỏ lắm, những nhánh yếu đó bỏ đó, nó bu chi á đó. Thành ra các bạn lưu ý trong cái vấn đề mà mình xiết nước cho cây thì các bạn cũng phải cần có một số cái kỹ thuật nhỏ tác động vô, chứ các bạn mà cho để thiên nhiên cho nó thì nó đột ngột mà nắng quá nó cháy á. Bởi vậy tôi
khi mà tôi muốn xúc nước đó, thông thường tôi đưa vô bóng râm, bắt đầu cái tôi không tưới nước, thì trong bóng râm mình vừa thiếu nước mà cái chế độ mình, chế độ của khu vực đó, nó dịu nó mát thì nó không có đến nổi, nó làm cho cái cây mình nó bị buông chi, với nó từ từ đó, cái dạng như là nó mát dịu từ từ nó khô. Còn có cũng có bạn hỏi tôi là cái thời gian xúc nước bao nhiêu. Chia sẻ thì chia sẻ tất tần tật đi, ông nói xíu nước mà bố ai biết được là xíu nước là bao nhiêu ngày. Thì các bạn thân mến, trong cái vấn đề xíu nước không riêng gì cây mai trúc thủy, mà trong tất tần tật tất cả những cái loại cây, khi mà xíu nước cho nó thì các bạn cái lưu ý ha, là cái vấn đề mà cái chế độ xíu nước cho nó, là mỗi một người, mỗi một cái vùng miền, mỗi một trồng, mỗi một loại cây trồng, là trong cái giá thể của các bạn, cái cây trồng của các bạn trồng trong một cái chậu lớn thì vấn đề các bạn xíu nước nó hơi lâu, và các bạn trồng vô một cái chậu mỏng thì các bạn xíu nước nó mau, thế thôi. Chứ mình không thể nào là mình không thể nào mà mình chia sẻ cái tường tận là thời gian ngày xíu nước là bao nhiêu ngày lá nó vàng, bao nhiêu ngày lá nó rụng. Cái đó thì các bạn phải chịu khó, các bạn thử trải nghiệm lấy ha, chứ mình thì không thể nào mà mình nắm rõ chi tiết được đó. Rồi bây giờ các bạn thấy không, tôi đã hái hết lá rồi, giờ dỡ cây lên. Cái cây này trồng vô chậu này các bạn, bó chặt rễ đây rồi. Hồi nãy tôi lò mò mà tôi cũng làm chưa có xong các bạn. Khi mà các bạn chơi vô cái chậu, những cái chậu như thế này, hoặc là những cái chậu mà cái miệng nó túm lại, các bạn thấy nhìn nó rất là duyên cây ha, nó mềm mại, nó duyên cây. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi mà các bạn lấy ra rất là khó nè. Các bạn phải dùng một cái mũi dao nhọn rồi các bạn đưa vô cái miệng chậu, các bạn cắt một đường rễ, tại vì nó có cái rễ mọc đây nè, đó các bạn cắt ha, đút cái mũi dao vô nè, đó đút mũi dao luôn, các bạn sẽ cắt đứt rễ xung quanh hết, xung quanh, tại vì cái rễ của nó đó các bạn, nó lên xung quanh cái mép chậu á, nó bám chặt vô thì đó chúng ta rất lấy ra lơ mơ thì nó bể cái chậu. Hồi nãy tôi đã công đoạn này tôi đã cắt cỏ, các bạn thấy không? Nè, khi mà cắt lên đây, các bạn thấy, tôi đã cắt rễ nó hết ha, cắt rễ hết. Thì khi mà chúng ta đã cắt cái cây ra xong rồi, các bạn tiến hành, các bạn lấy hết đất ở trong cái chậu này ra ha, tôi tỉa cho các bạn xem. Các bạn đừng có sợ cây mai trúc thủy nó chết, nó không chết đâu các bạn. Các bạn cứ tỉa bỏ hết những cái phần rễ này đi, đó, rồi đồng thời nó sẽ lên lại. Cái giá thể trồng mai trúc thủy chỉ cần một cái giá thể nó tươi xốp là được rồi các bạn ha. Rồi đấy, các bạn thấy không, mình cắt gọn lại cục dài cho xíu vậy nè. Tôi tính đưa vô cái chậu khác tôi trồng, nhưng mà tôi thấy là chỉ có cái chậu này nó phù hợp cho nó rồi các bạn, chỉ cái chậu này phù hợp cho nó thôi. Để mình thiều lên cái rễ, các bạn biết rễ nó nằm dưới đây nè. Rễ quá trời rễ, nhắc cái này nè, rễ luôn, các bạn thấy không, cái này để đặt xuống chỗ này. Khi mà rễ nó bó đặt, nó bó chặt xuống đây nè, thì cây mai của các bạn á nó bị bít cái đường thoát nước á, thì mà các bạn tưới nước vô nó không thoát được. Thì nếu mà nó không thoát được á thì nó sẽ bị cái vấn đề nó bị uốn gốc ha. Thì thành ra là các bạn lưu ý khi mà các bạn trồng cây vô đấy, các bạn thấy không, mấy cái rễ nè, các bạn bóc rễ ra, các bạn bỏ đi đó, bóc rễ ra ha. Cái trồng đất này là chỉ là một cái giá thể để cho cái rễ cây nó bám vô thôi. Khi mà chúng ta mà muốn cho cây nó tươi tốt thì bắt buộc các bạn cũng phải là tăng cường thêm cái dưỡng chất. Các bạn mai trúc thủy thì nó cũng ăn phân cũng ít lắm, nhưng mà chúng ta nếu mà trồng cho cây nó phát triển nhanh thì các bạn chịu khó ha. Mỗi một tháng các bạn cho nó ăn một chút phân hữu cơ ha. Thì phân hữu cơ thì nó cũng có nhiều loại, nhà tôi cho ăn toàn là phân nước này nè. Các bạn mua cái bình phân hữu cơ đậm đặc này của Nhật hay là của Hàn Quốc, một cái bình này chúng ta có thể pha vô 100 lít nước ha, một cái bình như này. Thành ra các bạn cứ pha, các bạn sử dụng cây mình pha nước thì mình ngày hôm đó mình tưới cây thì trong nước nó đã có dưỡng chất rồi, thì ngày hôm đó mình vừa tưới nước mình vừa cho nó ăn phân luôn, thì cái khoảng một tháng sau, cái tháng bọn tháng hoặc là 20 ngày các bạn ăn là rất là tốt. Bởi vì cái chậu mình nó nhỏ đó, các bạn mà bỏ phân khô á nó chưa kịp tan nó vừa bị văng ra ngoài rơi dở rồi. Ở dưới đây cái mình chỉ chờ mình soi lên, mình soi cho cái rễ này nó bung ra cái này thôi,
rồi sau một thời gian, các bạn sau một thời gian thì cái rễ dưới đây là nó sẽ hoai một nó làm nó thành phân luôn, cũng không sao đâu. Đó, chủ yếu là mình xới cái đất lên đó cho nó xốp, để cho nó cây nó thoát nước. Đây rồi, bây giờ này đó các bạn, rồi mình chèn đất vô, lấy cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè. À, các bạn chơi á, mình chơi các bạn mua Akadama các bạn bón 100% cũng được, bởi vì những cái chậu nhỏ như thế này nó đâu có cần nhiều đất đâu, ra mình không có ngại trong cái vấn đề mà tốn kém. Đất Akadama thì nó cũng hơi cao giá ha. À, chỉ chơi phù hợp chơi cho những cái cây nhỏ nhỏ, bonsai nhỏ nhỏ thôi, chứ còn cái chơi cái cây mà cà bá luôn chịu gì nổi. Cây này nó chỉ hợp với thằng bé này thôi ha, nó chỉ hợp với này, xem cho nó hợp, nó chỉ hợp với thằng này thôi. Nhắc lại thời gian làm bông cho cây mai chiếu thủy, nếu mà chúng ta không dỡ cây lên, không sang chậu thì 45 ngày, cái tầm 45 ngày. Còn nếu mà các bạn dỡ cây lên, các bạn tỉa gốc, các bạn sang chậu, các bạn thay đất như cây này thì thời gian đó là 60 ngày là 2 tháng nha các bạn ha. Đó, các bạn này lưu ý. Thì bao nhiêu lần thì tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi, tôi thì không bao giờ tôi dám tuyên bố một cái câu mà chắc nịch 100% hết, bởi vì nó có xác suất của nó, nó tùy theo cái giống cây, nó tùy theo vùng miền, thành ra là nó cứ dao động trong cái thời gian đó thôi. Khi mà các bạn mà chăm cây thì các bạn lưu ý ha, mình cũng không thể nào mình làm chính xác được đâu, nhiều lúc nó còn phụ thuộc vào vấn đề thời tiết, nó cũng rất quan trọng. Bởi vì khi mà thời tiết mà nắng nóng lên rồi thì cái cây nó sẽ rất là chậm ra bông. Tôi có tỉa thêm này nữa không? Khoảng này nó này bỏ ra, bỏ luôn. Tôi không kéo lên, tôi tỉa dữ lắm luôn. Thấy trước mắt là tỉa, trước mắt là bỏ, bỏ đi. Nhánh này coi, nhánh này hơi vô lý, bỏ luôn. Vô mày luôn. Một hồi nữa nó ra san hô đẹp lắm. Do cái mặt này nó có cái mặt này khi mình trưng bày cái tượng á, cái tượng thằng bé này mình đưa cái mặt ra trước, thành ra cái phía về sau này các bạn thấy nó thiếu nắng á, cái phía về sau rồi nó bị hơi lép cái phía về sau. Còn cái phía trước rồi nè, do nó đủ nắng á, nó đủ nắng tới phía trước này các bạn thấy nó đều đẹp. Rồi, ok, thế là hôm nay tôi đã xong cái phần việc của tôi rồi. Chia sẻ với các bạn là cái cách là mình làm bông cho mai chiếu thủy là mình chơi Tết. Các bạn lưu ý mai chiếu thủy, một lần nữa tôi nhắc các bạn là mai chiếu thủy nó có rất là nhiều giống. Cái lá càng to thì cái ngày ra bông của nó càng chậm hơn một chút xíu, và đồng thời cái khí hậu tác động rất là quan trọng. Khi mà cây chuẩn bị nó ra mầm bông, nó gặp khí hậu nóng thì nó ra mầm bông rất là nhiều. Còn cái khi mà cái ngay cái đợt mà ra mầm bông á, mà nó gặp khí hậu lạnh thì nó sẽ chừng lại, nó ra bông rất là ít. Rồi mà khi mà nó ra nụ rồi, nhiều lúc các bạn nghĩ nó ra nụ thì chắc chắn 100% nụ nó sẽ nở, thì vâng, khi mà nó ra nụ rồi thì chắc chắn 100% nó sẽ nở, nhưng mà khí hậu nóng á, thì cái nụ của nó bông đều hết, còn nó nở đúng theo cái thời điểm mà mình mong muốn. Còn nếu mà đang thời kỳ nó chuẩn bị nó nở, nó gặp một đợt lạnh một cái, bắt đầu mấy cái nụ của nó, các bạn biết không, nó chậm lại, và đồng thời cái bông của nó nở không có đều, không có đẹp. Thì cái vấn đề khí hậu thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, mình không có thể nào mà mình can thiệp vô cho vấn đề mà khí hậu như thế được. Thôi, đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái ngộ.